Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Ta-da! Yeah! Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời Sammy cùng với mình vào trong đây để gọi là quay thêm một clip mini world mới cho các bạn xem rồi đây. Thì mình nghĩ rằng là dạo gần đây có rất là nhiều bạn đang rất là mong chờ video mini world mới của mình đúng không nào? Tại vì là do là mấy ngày nay mình không ra video trên, mình chắc chắn có rất là nhiều bạn fan nhớ mình luôn, đúng không Sam? Sam thấy đúng không? Trời ơi, tôi nghe đúng rồi, có nhiều bạn fan chờ Phong làm luôn á, mà Phong nhát quá, ngủ hoài. Mấy clip hoài. Thì nói chung á, thì dạo gần đây Phong không ra được video á, là do là Phong ngủ dậy trễ bạn ơi, cho nên là Phong không ra được video cho bạn fan xem. Mấy bạn biết sao, là bởi vì mấy ngày nay Phong phải bận đi quay MV cho bạn xem nè, cho nên là Phong mới ngủ dậy trễ thôi, chứ không phải là Phong lười đâu, đúng không? Chứ còn gì nữa. Bây giờ cho nên là hôm nay nè, Phong quyết định quay trở lại Mini World để làm thêm một clip Mini World cho bạn xem ở đây đó. Sammy đừng có trách tôi gì sao mà tôi ngủ nhiều. Tôi ngủ nhiều là bởi vì tôi quay MV nhiều cho nên tôi mệt, tôi mới đi ngủ thôi. Trời ơi, Phong lười á, Phong lười, vậy sao lười gì có. Lười gì mà lười, người ta bận quay MV chứ bộ. Ok, thì hôm nay nè, mình đã mời Sammy vào trong đây. Bọn mình sẽ cùng nhau chơi một con map có tên là map gọi là vua đầu bếp mấy bạn ơi. Nghe ghê không? Có nghĩa là mình và Sammy sẽ được mở một cái cửa hàng bán đồ ăn các bạn ạ. Thì ở đây có một cái chị mèo nè đó, chị mèo sẽ là người gọi là kêu đồ ăn, còn bọn mình sẽ là những người chuẩn bị đồ ăn để bán cho chị mèo, hiểu không Sam? Đầu bếp, tụi mình là đầu bếp đúng không? Đúng rồi. Đó. Sam thích nấu ăn không? Trời, tôi thích nấu ăn lắm luôn á, trời. Đúng rồi, Sam thích nấu ăn lắm, nhưng mà ăn được hay không thì chưa biết. Ok, trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký hội cho Sammy nữa nha mọi người nha. Và cùng với các thành viên của Hero Team nữa nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào công việc làm vua đầu bếp hay nào. Let's go. Đẹp bu. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ bấm bắt đầu nè. Sammy đã sẵn sàng trở thành vua đầu bếp chưa? Sẵn sàng. Ok, bây rồi. Giờ làm gì vậy? Bây giờ vào trong đây nè, Sammy hãy nhìn đằng sau lưng Sammy đây. Đây, đằng sau lưng Sammy có một chị mèo. Thì chị mèo đang yêu cầu một cái bánh pizza và một ly coca. Nè, Sam hãy nhìn tôi nha, tôi sẽ hướng dẫn nha. Thì đầu tiên nè, muốn có bánh pizza thì mình sẽ chạy qua bên đây. Mình coi có bánh pizza là cái nào. Cái này không phải pizza. Cái này không phải. À đây đây, bánh pizza nè, bánh này thấy không? Đó, mình sẽ lích chuột vô trong đó. Mình sẽ lấy được một cái bánh pizza, hiểu không? Sau đó mình sẽ đem cái bánh pizza qua bên đây nè, mình bỏ trong cái lò nướng mình nướng nha, hiểu không? Bỏ vô lò nướng này đó, nó đang nướng này. Sau đó chúng ta sẽ chạy qua đây, chúng ta sẽ chạy qua đây, chúng ta lấy coca cho chị mèo. Đấy, chúng ta sẽ lại đây có mấy cái ly nè, thấy không? Chúng ta sẽ lấy một cái ly nè đó. Sau chúng ta sẽ bỏ vô máy bán coca, rồi xong bấm vô máy bán coca thì máy bán coca nó sẽ đổ coca ra đấy. Sau đó sẽ lấy coca nè, hiểu không? Rồi đem lại đây đó. Sau đó, bánh pizza đã nướng xong rồi đó, thành công rồi nè. Bây giờ chúng ta đem về đây giao cho chị mèo nữa là ok, hiểu không? Đây coi nè, mình sẽ để bánh pizza ở đây nè, đó là hoàn thành nè. Bỏ ly coca nè, đó, cộng một điểm nè, ghê không? Ok, tiếp nè, thì ở đây là chị đó yêu cầu chúng ta là sẽ bán cho chị ấy một cái bánh hamburger và một ly coca. Rồi Sam làm đi. Hamburger, đây hamburger đúng không? Đúng rồi, ở đây có hamburger nè, ở đây có bánh nè, có rau nè, phô mai nè. Sam lấy, Sam chế thành cái hamburger đi. Ui, khó thế. Ủa, hamburger lấy đâu, hamburger lấy đâu? Trời ơi, Sammy nước quá, đi ra, ra tôi chỉ với nè. Đầu tiên là lấy bánh nè, hiểu không? Lấy phô mai nè, sau đó là lấy rau này, đó, hiểu không? Sau đó sẽ để cái bánh lên đây, đó, ok. Sau để phô mai lên, để rau lên, hiểu không? Từ, lấy thêm cái bánh nữa, ok. Lấy thêm cái bánh nữa nè. Đấy, bỏ rau lên, ok, hình như là cần phải có thịt, đúng rồi. Đúng rồi, thịt nè. Sau đó sẽ đem thịt chúng ta bỏ lên trên cái lò chúng ta nướng. Cái lò nướng là bên nào ta, hình như này không, cái này là khoai tây chiên không. Rồi hình như bên đây nè, đó thấy không, nướng nè. Chiên thịt lên, hiểu không? Đấy rồi, ok, chiên thành công là chúng ta đem qua đây, bỏ lên trên đây, sau đó bỏ rau lên, rồi bỏ bánh lên, đó là có được cái hamburger đó, ghê không? Uầy, ngon quá. Lấy hamburger nè, rồi còn Sam thì Sam lấy coca cho chị mèo đi, nhanh lên chị mèo lại cho coca đó. Nhanh lên. Rồi ok, có coca nè, nhanh lên nè. Hamburger nè, đưa nè, đó. Đem hamburger với coca đưa chị mèo, nhanh lên, chậm chạp là chị ấy trừ lương bây giờ. Nhanh lên. Bỏ lên. Hamburger nè. Đúng rồi. Ly coca nè, đó. Rồi, ok, đó xong rồi. Bây giờ chị ấy cần một ly coca, trời quá đơn giản. Trời ơi, tưởng cái gì. Ok, lấy nè. Bỏ ở đây, đổ coca ra. Nè. Trời ơi, tính ra giờ chị cần có một ly coca hả? Em tưởng là chị cần món gì khó lắm, hóa ra chỉ có một ly coca thôi nè. Đó, ok, hoàn thành luôn. Ok, tiếp nào. Tiếp theo là một cái bánh
gọi là pizza cùng với một ly coca. Sam làm đi Sam. Tôi giờ là bếp trưởng rồi. Tôi là bếp trưởng rồi, tôi hướng dẫn cho Sam làm thôi chứ tôi không làm đâu. Rồi đây thấy chưa? Đây thấy chưa? Rồi bỏ nhét vào nè. Đó. Bỏ bánh pizza trong tủ. Đúng rồi, rồi còn gì nữa? Ly coca, ly coca, ly coca. Rồi đúng rồi, còn ly coca nữa. Nhanh lên. Rồi xong. Tôi có ly coca sẵn rồi, tôi làm sẵn rồi nè. Rồi làm sẵn hả? Ok rồi, đem lại cho chị nhanh lên. Đấy. Mấy bạn thấy ghê không? Đó, nói chung là làm nghề bán hàng cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần biết cách nấu ăn là sẽ được. Đấy, ok. Rồi, bây giờ chị ấy đang cần gọi là một cái hamburger và một cái pizza. Ok, Sam làm pizza đi, tôi làm hamburger cho. Ok. Lấy hai cái bánh hamburger này, sau đó lấy phô mai nè, lấy rau này, đấy ok. Qua đây thầy lấy thêm thịt này. Đó, sau chúng ta sẽ đem thịt lại đây chúng ta chiên lên. Chiên lên nè. À, rất là ngon luôn. Ôi thơm quá. À, Sam làm xong pizza thì xong, đưa đưa cho chị mèo trước đi, tôi sẽ lấy hamburger sau. Ok. Tôi làm xong rồi. Lại đây nè, chúng ta để cái hamburger lên. Để xong để phô mai lên, để thịt, để rau lên, để thêm cái bánh lên nữa. Đó là xong. Trời ơi ngon quá. Tôi nhìn mà tôi muốn ăn luôn, Sam tôi muốn ăn luôn cái hamburger luôn. Rồi trời. Ok. Thì bây giờ tiếp theo nữa chúng ta cần phải làm hamburger và khoai tây chiên. Sam ơi, bà biết làm khoai tây chiên không? Không biết làm luôn á. Trời, để tôi xem coi, hình như ở trời này đã có cái vỏ khoai tây chiên nè. Ok, lấy cái vỏ thôi coi. Ủa, sao lấy không được? Lấy không được, Sam ơi, chết rồi. Ủa, khoai tây đâu? Ờ, nè, khoai tây nè. Thấy cái khoai tây nè, lấy một củ khoai tây. Xong rồi đem vào đây, bỏ ra chiên đúng không? Phải không? Ủa, này chiên sao? Ủa, mình cần phải lột vỏ hay gì không ta? Ui, khó quá, cái này làm sao trời? Có cách nào làm không? Trời, tôi bị rối quá, tôi không biết cách làm. Hình như ở chỗ này nó có một con dao nè. Hình như chúng ta phần cần phải gọt vỏ trước. Ok, gọt vỏ nè. À, được rồi nè. Đó, xong chúng ta sẽ bỏ đây chúng ta chiên đúng không? À, đúng luôn, bỏ đây chiên nè. Ui, nó có thời gian luôn nè. Ghê vậy. Hay thật, nó có thời gian cho mình luôn này. Ok, lượm được hai miếng khoai tây chiên. Xong rồi đem qua đây bỏ cái hũ này đúng không? Bỏ vô đây. Được rồi nè. Ui, ngon vậy. Hợp lý. Ok. Cho tôi ăn với. Còn một cái hamburger này nè. Còn một cái cho Sam nè. Đó, cho Sam cái hai khoai tây chiên đó. Còn một cái hamburger nữa. Sam ơi, Sam làm hamburger cho chị mèo đi. Tôi làm khoai tây chiên rồi, tới lượt Sam á. Sam làm hamburger đi. Rồi. Hamburger đúng không? Trời ơi, chân nhỏ. Chân nhỏ rồi, đây lấy miếng thịt. Thịt đâu ra? Thịt ở đâu? Đây. Trong tủ lạnh nè. Thịt trong tủ lạnh nè. Đó. Rồi đem lên chiên. Em anh chiên. Trời chưa. Mấy bạn ơi, mini game này đúng hay luôn, có hiệu ứng lửa nè, đã vãi. Ok, lấy đi. Đây. Rồi. Okay. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xem Sammy làm hamburger nha các bạn nha. Làm đi. Ủa để đâu vậy? Để đây không được. Ở đây nè, cái thớt nè. À, đây. Rồi, bỏ miếng gì nhờ? Miếng này. Phô mai, đúng rồi. Bỏ miếng thịt. Miếng thịt. Miếng rau. Rau. Rồi. Để thêm cái bánh lên. Đó, Hoàng Thành ơi. Ghê. Ok, đây, hoàn thành luôn. Ta-da, ok. Tiếp theo là cần gì đây? Trời, cần có cái pizza hả? Quá đơn giản. Ok, lấy pizza nè. À, bỏ tủ. À, bỏ lò nướng lên. Đấy, quá đơn giản. Không cần những gì lâu la hết. Ok, bùm, xong. À, đây, pizza cho chị đây. Quá đơn giản. Còn gì nữa không? Chị cần thêm một cái hamburger nữa. Trời, sao mà hamburger thế? Sao mà chị mèo chị đã ăn nhiều hamburger quá ta. Tính ra tôi tưởng là tôi là người mập nhất hành tinh, là tôi thèm ăn hamburger nhiều, chứ hóa ra chị mèo cũng ăn hamburger nhiều dữ ta. Ok, thôi không sao, nói chung là khách thèm ăn thì mình gọi là nấu cho khách thôi đúng không? Đấy, đúng rồi. Ok, chúng ta là những gọi là người đầu bếp có tâm, những vua đầu bếp thực thụ mà đúng không? Đấy, ok, đây hamburger chị đây. Mình sao mày, tôi có nên gọi là cướp luôn cái hamburger này tôi ăn không? Tôi nhìn thèm quá. Mệt quá, đưa cho người ta đi, đồ người ta không còn cướp luôn hả? Tại tôi thấy thèm hamburger quá. Sam biết tôi là người rất là thích ăn hamburger mà. Ok, bây giờ chúng ta cần khoai tây chiên và pizza. Ok, Sam chưa làm khoai tây chiên nè, Sam thử làm đi. Ok, khoai tây chiên ạ. Chưa nhớ, tôi đã xem ông làm rồi đây. Sao đâu tôi cắt đúng không? Cắt nè, đó, chiên lên nè. Đúng rồi, bỏ đây chiên. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Rồi ok, bùm, đó, coi đó. Giờ bỏ trong cái hũ. Đây, đó. Rồi xong. Giao cho chị mèo nè. Giao chị mèo đi, còn tôi thì tôi sẽ làm cái pizza cho chị đó, ok. Rồi ok bạn ơi, hiện tại bây giờ chỉ còn có 1 phút thôi. Thì chị mèo đang cần một cái miếng khoai tây chiên bạn ơi. Mình sẽ cho Sammy trong vòng 1 phút, Sammy sẽ phải hoàn thành làm được cái khoai tây chiên cho chị mèo. Hiểu không? Xong. Trời, cái gì nhanh vậy? Tôi có sẵn cho người không cho tôi cái này mà quên rồi. Kỳ vậy. Bỏ lên. Ok, bỏ lên đi, bỏ lên. Rồi vậy thôi, giờ làm cái khác nè. Một ly coca rồi, trong vòng 1 phút Sammy phải hoàn thành làm xong ly coca cho chị mèo. Nhanh lên. Rồi. Nhanh lên. Đi. Đâu mày ở đâu đây cho tôi. Đây.
rồi đi đi đi. Từ cái gì cục súc dữ vậy? Ok rồi. Rồi trong vòng 1 phút phải làm một cái hamburger, một cái pizza, nhanh lên. Nhanh lên. What the hell? Rồi ok, nhanh không sao không sao, tôi làm được hết rồi này, tôi lượm. Còn 30 giây nữa, còn 30 giây nữa, nhanh lên. Rồi. Rồi ok, pizza đã hoàn thành xong. Ok. Rồi. Còn hamburger làm nhanh lên. Làm nhanh lên để xem coi liệu rằng là Sammy liệu rằng là Sammy có trở thành vua đầu bếp giống như Phong được không nha. Ok, nướng thịt. Nướng thịt nhanh lên. Nhanh. 20 giây nữa, còn có 20 giây thôi. Nhanh nướng thịt đây. Ôi. Còn có 20 giây thôi. Cố lên. Chờ rồi. Phong 2. Rồi, thịt, rau, rồi bánh. Đúng rồi, 8 giây nữa. 5 giây nữa. Cố lên. 5 giây nữa. Green. Vỗ tay. Ok bạn ơi, thì hôm nay mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã mở được một cái quán ăn và bán được đồ ăn rất là nhiều cho chị mèo luôn. Bọn mình đã kiếm được rất là nhiều tiền luôn bạn ơi. Và mấy bạn thấy mình với Sammy có xứng đáng làm vua đầu bếp trong Mini World không? Đó, vua đầu bếp gọi là xịn sò con bò cười nhất trong Mini World ạ. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Yêu em phải nồi. Tạm biệt.